vị và các bạn, hiện tại Yến đang đứng tại showroom 117 Nguyễn Bình Khiêm, một trong những showroom của Di Động Việt. Hôm nay sẽ diễn ra chương trình công bố kết quả bốc thăm chủ nhân của chỉ vàng 4 số 9 lần thứ 4 trong chương trình tri ân mừng sinh nhật Di Động Việt lần thứ 6. Vâng, vậy là chặng đường của chúng ta cũng đã đi được hơn một nửa. Ba chủ nhân của chỉ vàng lần đầu tiên cũng đã xuất hiện. Và hôm nay vị khách hàng may mắn nào sẽ là một trong những khách hàng tiếp theo sẽ là chủ nhân của chỉ vàng này đây? Các bạn hãy chờ trong giây lát. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng điểm lại những hình ảnh quý khách hàng đã tham gia cùng Di Động Việt trong tuần qua các bạn nhé. Sau đây Yến sẽ mời một vị khách hàng đang tham quan mua sắm tại gian hàng của Di Động Việt sẽ tham gia bốc thăm. Dạ em chào anh. Di Động Việt đang có chương trình tri ân khách hàng là chúng tôi chỉ vàng 4 số 9. Sau đây anh sẽ tham gia chương trình và bốc thăm giùm em được không ạ? Dạ trước tiên thì anh có thể giới thiệu về bản thân mình đôi chút được không ạ? Xin chào Di Động Việt, đây là lần thứ 2 hoặc là thứ 3 gì mình ghé đây để mua điện thoại di động. Mình rất là vui và rất là cảm thấy là cái phong cách phục vụ của Di Động Việt rất là ok, mình rất là thích. Hôm nay mình cũng rất là vinh dự và may mắn được bốc thăm nên mình cũng hy vọng mình sẽ là người trúng thưởng. Xin cảm ơn. Dạ em cảm ơn. Và trước tiên anh có thể cùng em là lắc cái thùng phiếu này lên, sau đó mình sẽ bốc ạ. Dạ rồi, anh có thể quay mặt đi nhờ khác và anh bốc giùm em một tờ phiếu được không ạ? Dạ rồi, dạ sau đây em có thể nhờ anh đọc to quý vị khách hàng và thông tin của khách hàng trên tờ phiếu này trúng giải được không ạ? Khách hàng hôm nay được trúng thưởng là với mã số là 07307, tên là Lý Bình Duy, ở địa chỉ là 139C Trần Văn 10, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Số chứng minh nhân dân là 25054012 và số điện thoại di động là 0908080582. Dạ em cảm ơn anh ạ. Một lần nữa hy vọng anh sẽ là vị khách hàng luôn trung thành với Di Động Việt. Xin cảm ơn anh. Dạ. Vâng, một lần nữa xin chúc mừng vị khách hàng. Mã số khách hàng là 07307, họ tên là Lý Bình Duy, địa chỉ 139C Trần Văn 10, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Số chứng minh nhân dân là 25054012, điện thoại là 0908080582, đã là chủ nhân của chỉ vàng 4 số 9 tuần này. Trong ngày hôm nay, Di Động Việt sẽ liên hệ với vị khách hàng may mắn này và trong vòng 72 giờ tiếp theo, nếu vị khách hàng này không liên hệ với Di Động Việt để nhận giải, theo thể lệ chương trình, chúng tôi sẽ hủy kết quả và tiến hành bốc thăm lại. Vâng, 4 chỉ vàng 4 số 9 đã có chủ nhân và hiện tại còn 2 chỉ vàng nữa đang chờ đón các bạn. Hãy đến với showroom của Di Động Việt để chúng ta cùng mua sắm, trải nghiệm và có cơ hội là vị khách hàng may mắn tiếp theo. Quý vị cũng có thể theo dõi những thông tin mới nhất trên website, Facebook và kênh YouTube của Di Động Việt. Chương trình công bố vị khách hàng may mắn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Beautiful. Hi. Thank you.